Xin chào Mikel. Trận đấu tới đây theo quan sát có thể là một trận đấu có phần ngang ngửa, khó khăn khi Brighton cũng chỉ cách Liverpool một điểm trên bảng xếp hạng thôi. Còn Arsenal cũng đã trở lại nửa trên bảng xếp hạng. Ông đánh giá trận tới ra sao? Đó sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn. Họ đang có chuỗi trận thực sự tốt. Họ đang chơi rất hay và có được những kết quả mà họ xứng đáng. Nó sẽ là một trận đấu đầy tính cạnh tranh cho chúng tôi và chúng tôi hiểu tầm quan trọng của nó. Để nói thì Arsenal có chút tự tin nhỉ thưa ông, khi ở mùa rồi đã thắng cả hai lượt trận trước Brighton, ghi 3 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Đó là một mùa giải khác mà, với đà phong độ cũng khác nhau. Chúng tôi không nên để tâm vào câu chuyện cũ đó, thay vào đó cần tập trung vào việc chuẩn bị để có được màn trình diễn hay nhất có thể và cố gắng để thắng trận đấu. Như vậy đáng buồn là Arsenal sẽ vắng Xhaka vì chấn thương nặng ở đầu gối. Chúc anh ấy những điều tốt nhất, nhưng hẳn nó sẽ khiến ông gặp khó khăn khi lựa chọn đội hình xuất phát nhỉ? Liệu đây sẽ là một cơ hội cho một cầu thủ nào đó và nó sẽ thể hiện sự thích nghi và linh hoạt trong hệ thống của Arsenal? Rõ ràng như vậy, còn thì đó là một tin thực sự tệ cho cá nhân Xhaka. Cậu ấy trước đó cũng đã gặp vài vấn đề đầu mùa như Covid và án phạt, giờ thì lại chấn thương dài hạn. Còn thì cậu ấy là một chàng trai mạnh mẽ và sẽ dùng thời gian này để tập trung vào những điều khác. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ trở lại ngay với vị trí của mình khi bình phục. Và rõ thì cậu ấy là một cầu thủ lớn của chúng tôi, một người thực sự quan trọng, nên sẽ khiến chúng tôi cảm thấy nhung nhớ rất nhiều, và các cầu thủ khác sẽ phải thế chỗ. Câu hỏi cuối của tôi, đánh giá nhanh về đối thủ. Ông nói gì về sự khởi đầu tốt mùa này của họ với Graham Potter? Họ xứng đáng với nó. Brighton đã thay đổi một chút trong lối chơi của mình, và họ đang có được những kết quả tốt. Họ cũng chơi rất ổn định với lối đá của mình. Phải dành lời khen cho họ, họ đang làm tốt công việc của mình. Chào Mikel, tôi muốn hỏi thêm về Xhaka, về khả năng trở lại của anh ấy. Rõ thì ông đã cung cấp khá chi tiết về tình hình của anh ấy rồi, nhưng tiên lượng về khả năng trở lại thì sao? Và liệu ông sẽ có phương án thay thế ra sao với vai trò trong lẫn ngoài sân cỏ của Xhaka? Đầu tiên để nói, thì đó là một chấn thương nghiêm trọng, nhưng cậu ấy đã thoát khỏi một tình huống được cho là tệ hơn đã có thể xảy ra trong pha bóng đó, bởi vì nó tác động đến dây chằng đầu gối, một bộ phận rất nhạy cảm. Như vậy đó, còn thì tâm lý của cậu ấy luôn rất cao. Xhaka biết điều mình cần làm. Hy vọng cậu ấy có thể không cần đến phẫu thuật nữa. Đó là điều thực sự quan trọng. Giờ thì hy vọng cậu ấy sẽ phục hồi theo cách tốt nhất có thể, vì thời gian cũng trôi nhanh lắm. The best possible way because time flies. Some other things coming up now from the weekend. Sau trận đấu vòng rồi, Arsenal đã có được nhiều điều tích cực khi đó là trận thắng derby trước Tottenham Hotspur. Thế nhưng đến với tuần này thì cảm xúc của ông ra sao khi Arsenal vẫn đang có chuỗi 3 trận thắng, những kết quả tích cực liên tục đi kèm những màn trình diễn tuyệt vời. Không biết ông thấy có gì thay đổi ở tuần này không, như bầu không khí chẳng hạn, rồi cả đà phong độ của cả đội có được lúc này nữa. Rõ thì vừa rồi là một trận đấu đặc biệt khi chúng tôi chiến thắng trước sự chứng kiến của khán giả nhà. Chúng tôi đã thắng theo cách thuyết phục, có được kết quả như mong muốn và cũng đã có thời gian để tận hưởng niềm vui đó. Còn giờ thì chúng tôi cần dẹp nó qua một bên và tập trung hoàn toàn vào trận với Brighton. Chúng tôi đã có được trải nghiệm một ngày đẹp trời cùng với người hâm mộ. Giờ thì chúng tôi muốn có thêm một ngày nữa sau trận đấu với Brighton. Chúng tôi phải gắng đạt được nó và cách tốt nhất để thực hiện đó là tập trung vào trận đấu, bởi vì còn nhiều điều mà chúng tôi nên cải thiện từ trận đấu với Tottenham Hotspur. Thế về kế hoạch dài hơi mà ông đang thực thi thì sao? Cũng đã lâu rồi, liệu đây đã là lúc để gặt hái thành quả? Kế hoạch thì hiện đang được thực thi, nhưng điều thực sự quan trọng nhất với kế hoạch của chúng tôi đó là sự cải thiện và phát triển những gì ở hiện tại. Và chúng tôi phải tập trung vào những gì mình cần phải làm ở hiện tại, bởi vì mọi thứ còn lại đều đã được tính toán và lường trước hết rồi. Còn để làm được như vậy thì chỉ có tập trung vào hiện tại, chúng tôi sẽ phải như vậy. Tôi muốn hỏi thêm về một vài cầu thủ khác. Rõ thì Ramsdale đã chơi rất hay tuần rồi, nó mang đến sự lo lắng cho Leno nhỉ? Không biết anh ấy đang thể hiện ra sao khi không được ra sân gần đây? Mọi cầu thủ đều phải tự nâng tầm đẳng cấp, và chuyện thực sự tích cực đó đang diễn ra ở nhiều vị trí khác nhau trong đội, khiến ai cũng thấy rằng khi các cầu thủ chúng tôi ra sân, họ trông hoàn toàn sẵn sàng cho vai trò của mình. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Xhaka trước khi cậu ấy bị chấn thương lúc còn bị án phạt. Nó cũng xảy ra ở những vị trí khác nữa. Các cầu thủ đang tiến bộ lên và họ đang cho thấy họ sẵn sàng qua cách họ tập luyện và cách họ chơi bóng ở phong độ tốt nhất. Nhờ đó mà họ được tưởng thưởng bằng việc được cho ra sân. Được biết thì trong khoảng ít giờ nữa thì danh sách tuyển Anh sẽ có và Ben White có thể sẽ được triệu tập. Ông hãy chia sẻ thêm về sự phát triển của anh ấy đi. Là một cầu thủ thế nào với ông và cho cả tuyển Anh?
Chà, tôi đã rất ấn tượng với cái cách mà cậu ấy xử lý trước áp lực, cái cách mà cậu ấy đã xử lý tình thế sau khi trải qua kỳ Euro. Cậu ấy đang dần đáp lại mức phí chuyển nhượng cao, thể hiện sự điềm tĩnh, bình tĩnh trong từng pha xử lý. Bên cạnh đó, thì cậu ấy có sự khao khát học hỏi, cải thiện, bởi vì cậu ấy biết rằng mình vẫn còn thực sự trẻ, vẫn còn trong giai đoạn phát triển và còn nhiều điều có thể cải thiện. Chúng tôi đang thực sự thích thú với sự có mặt của cậu ấy và chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy. Chào Mikel, như vậy là ông vừa được đề cử cho danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Điều thực sự khác biệt so với tháng trước khi mà mọi thứ không được như ý cho ông, thua 3 trận và không ghi được bàn thắng nào. Hẳn một tháng qua là rất tuyệt vời cho ông nhỉ? Đó là vẻ đẹp của môn thể thao này, như chúng ta đều biết. Chúng ta đều thấy rằng tất cả đều phụ thuộc vào những kết quả tốt và những góc nhìn sẽ thay đổi thực sự nhanh cả hai chiều. Do đó tôi sẽ phải luôn giữ đôi chân ở mặt đất. Như vậy, tới lúc này, ông đã thắng 3 trận gần nhất ở giải ngoại hạng và 5 trận trên mọi đấu trường. Liệu đây sẽ là hình ảnh mà Arsenal sẽ đối mặt trong cả mùa này? Cứ như tàu lượn siêu tốc, một tháng này, một tháng nọ. Hy vọng là không nhé. Đó là điều mà chúng tôi muốn tránh. Chúng tôi không muốn như vậy. Chúng tôi muốn có sự ổn định trong những màn trình diễn của mình. Điều đó sẽ giúp mang đến những kết quả tốt. Chúng tôi biết rằng giải đấu này rất cạnh tranh. Bất kỳ đối thủ nào cũng có thể đánh bại mình. Bất kỳ ai cũng có thể mang đến sự khó khăn. Chúng tôi sẽ phải giữ tâm thế mình bình tĩnh, bởi vì bất kỳ chi tiết nào cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tới đây là một trận đấu đặc biệt khi Ben White đối đầu câu lạc bộ cũ. Tôi nghĩ tuần rồi anh ấy đã chơi hay bên cạnh Gabriel. Liệu từ đây ông có nghĩ họ sẽ là bộ đôi trung vệ số 1 của Arsenal không? Họ đã chơi thực sự tốt cuối tuần rồi. Sự hiểu biết lẫn nhau đã được cải thiện và sự ăn ý của hàng thủ cũng dần tốt hơn. Chỉ cần họ tiếp tục ra sân thì mọi thứ sẽ tiếp tục được cải thiện. Còn thì chúng tôi cũng có những sự lựa chọn khác cũng hiệu quả, chỉ là hiện tại họ đang chơi tốt ở cuối tuần rồi. Để nói thì Smith Rowe cũng là một cầu thủ luôn nhận được sự chú ý. Không biết ông nghĩ anh ấy sẽ còn chơi hay đến mức nào nữa? Còn phải chờ xem, cậu ấy đang chơi hay lúc này và còn có thể hơn thế nữa. Nhưng vẫn còn có nhiều thứ trong cách đá của cậu ấy phải cải thiện, phát triển thêm, và cậu ấy đang khao khát làm như vậy. Sẽ còn phụ thuộc vào việc cả đội giúp cậu ấy ra sao nữa. Chúng tôi có thể giúp mang đến cho cậu ấy sự tự tin để bước những bước tiếp theo, giúp cậu ấy giữ mình trước những lời khen ngợi và cả những điều tiêu cực hay áp lực nữa. Câu hỏi cuối cho tôi, như ông từng được hỏi trước đây, tôi phải hỏi lại. Đó là tới đây, các cầu thủ sẽ phải phục vụ tuyển quốc gia ở những nước trong danh sách đỏ. Liệu ông có cho rằng những cầu thủ đã tiêm hai mũi sẽ không cần bị cách ly quá kỹ khi trở về không? Và liệu đây sẽ là cơ hội cho các huấn luyện viên và cầu thủ để ngồi lại trao đổi với nhau về lợi ích có được từ việc tiêm phòng vaccine? Chúng tôi đã cố gắng theo nhiều cách khác nhau. Còn thì sau cùng, đó là quyết định của từng cầu thủ, vì họ không bị buộc phải tuân theo. Nhưng rõ thì nó sẽ cực kỳ có ích cho đội nếu như các cầu thủ có thể làm việc đó. Nó sẽ không khiến họ gặp vấn đề khi di chuyển và sẽ không khiến họ bị giới hạn trong khả năng cống hiến cho câu lạc bộ, những người đang chi trả lương và chăm sóc cho họ, cũng như sẽ cần họ ra sân phần lớn trận đấu trong mùa. Chào Mikel, trong vòng vài năm qua, Arsenal trong lúc nào cũng có thể rơi vào khủng hoảng. Sau 3 trận rồi thì có vẻ cả đội đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng nhỉ. Không biết thắng rồi nó thế nào cho ông, nhất là khi so sánh với tháng trước đó, giai đoạn bắt đầu mùa giải. Tôi nghĩ cảm giác có được vượt qua là điều cực kỳ cần thiết tại một câu lạc bộ lớn, bởi vì mỗi thất bại đều là sự khủng hoảng cả, và nó nên được coi như vậy, để rồi chúng ta phải xử lý nó trong áp lực. Nếu muốn trở nên tốt nhất, thì chúng tôi phải đối đầu được với chuyện đó và nhận ra rằng những màn trình diễn tuyệt vời sẽ là điều duy nhất được trông đợi. Mọi trường hợp còn lại đều không đủ tốt. Nhưng liệu từ giờ, một trận thua sẽ mang đến thêm những áp lực cho ông cũng như cả đội, và nó có thể thay đổi hoàn toàn bầu không khí và cả phong độ của cả đội? Vấn đề nằm ở lịch sử câu lạc bộ. Chúng tôi có một lịch sử tuyệt vời, nhờ việc đã có cho mình ý chí cạnh tranh, có cho mình một tâm lý sẵn sàng để nhìn xa hơn và có cho mình những tham vọng. Và để đạt được nó, chúng tôi phải có khả năng để xử lý với những chuyện như áp lực. Tôi muốn hỏi ông một câu khác về Granit Xhaka. Chắc hẳn việc mất Xhaka sẽ bất lợi rất nhiều cho ông trong vòng 3 tháng tới nhỉ, khi anh ấy dường như là cầu thủ có vai trò trọng yếu trong đội và ông luôn chọn anh ấy cho những trận cầu lớn.
Nó là một sự mất mát lớn, rất lớn, và chúng tôi sẽ mất cô ấy một thời gian dài, nhưng chúng tôi sẽ cố để giữ cô ấy gần gũi nhất với đội. Chaka sẽ tiến bộ và phát triển hơn ở những mặt khác. Đây là chấn thương nghiêm trọng đầu tiên mà cô ấy gặp phải, và chúng tôi ở đây là để giúp cô ấy, cũng như tôi chắc, và chúng tôi sẽ tìm ra các cách khác để thay thế, bởi vì chúng tôi có những cầu thủ khác thực sự tốt trong đội, những người sẽ đứng ra nhận trọng trách. Vậy liệu trong đó sẽ có Maitland Niles sau những gì ở đầu mùa giải? Có khả năng nào anh ấy sẽ lấp vào vai trò của Chaka không? Maitland Niles rõ ràng là một sự lựa chọn. Chúng tôi đã dùng cậu ấy khá nhiều từ đầu mùa. Cậu ấy đang chơi thực sự tốt và tôi hài lòng với những gì thấy được lúc này.